ơi các bạn ơi, nhiều quá. Ui, còn rơi cả súng bẫy kìa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Và các bạn có thấy đằng sau mình có hai thứ gì lạ lạ không? Thì tập lần trước chúng ta có một con robot bảo vệ nhà rồi. Và tập này mình đã sắm thêm một em robot nữa. Vậy là chúng ta đã có hai con robot giúp mình bảo vệ ngôi nhà. Đây là cái đường đi duy nhất để có thể đi được vào nhà mình. Và bây giờ mình đã có hai con robot này, nó canh giữ rồi, gần như là bất khả xâm phạm rồi. Còn xung quanh thì đã có hàng rào và hàng gai này. Nếu mà chúng ta đi vào cái hàng gai này lập tức sẽ bị mất máu dần và chết, cũng không thể nhảy qua hàng rào được đấy. Ui, đau quá trời. Đấy các bạn thấy không, ngôi nhà của mình đã được bảo vệ một cách rất là an toàn rồi. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tiêu diệt những cái lũ quái vật dám tấn công ngôi nhà của mình. Bọn quái vật hôm nay chắc chắn sẽ là SCP, nhưng mà một con SCP rất là đặc biệt. Bây giờ chúng ta cùng ra xem nó là con SCP gì nhá. Chúng ta sẽ ra cái bảng thông báo. Đây, đằng sau mình. Đây là chính là cái con SCP hôm nay chúng ta tiêu diệt. Có bạn nào biết về cái con SCP này không? Nhìn bức ảnh này mà đoán được ra con SCP đấy thì cực kỳ là giỏi này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn 3 giây, các bạn hãy bấm tạm dừng video và bình luận ở dưới để tí xem các bạn có đoán đúng không nhá. Nào, mình sẽ đếm 1 đến 3 này. 1 2 3. Rồi, các bạn bình luận xong chưa? Bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn biết, đây chính là con SCP-3199. Đây là cái hình ảnh người ta chụp được á. Ui, nó hơi bị là chụp trong tối nên nó đen trắng ấy, nhưng mà nhìn nó ghê chứ các bạn này. Nhìn cái mặt nó này. Ê, thân hình của nó thì nó cũng chờ, cái gì đây? Cái gì đấy các bạn? Cái gì đây? Nó kiểu giống con người nhưng mà nó không phải con người các bạn ạ. Nhìn nó kinh quá. Đấy, để tí chúng ta gặp nó xem trông như thế nào nhá. Và các bạn nhớ giúp mình bằng cách bấm nút đăng ký kênh, bấm nút like video, chia sẻ video bạn bè cùng xem. Và xem trong video các bạn thấy quảng cáo thì hãy xem cái quảng cáo đó, hoặc là bấm cái quảng cáo đó để ủng hộ mình chút tiền ăn lấy sức làm thật nhiều nữa video mới các bạn xem nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, rồi, bây giờ chúng ta cùng đi xem hôm nay có những cái gì để giúp mình tiêu diệt cái bọn SCP-3199 đấy nhá. Đây là những chiếc dương mà người ta sẽ cho mình đồ hàng ngày. Mình sẽ mở ra để xem người ta cho mình những cái gì để giúp mình tiêu diệt bọn quái vật tấn công. Mình sẽ mở chiếc dương thứ nhất. Ở chiếc dương thứ nhất thì bao giờ cũng có súng. Ở đây thì hôm nay chúng ta lại có hai khẩu súng các bạn. Khẩu súng thứ nhất thì chắc các bạn đều quen biết rồi, cũng rất là quen thuộc. Đấy, đó chính là khẩu súng AK. Đây, không còn gì lạ gì nữa đúng không các bạn? Đấy, ở rất nhiều game có khẩu súng này. Và thậm chí nếu bạn nào lớn tuổi một chút thì hoặc là chúng ta được học quân sự thì cũng được tháo lóc cái khẩu súng AK này. Đây, AK-47 đấy. Bằng 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 bằng. Đó, băng 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 băng. Đấy, đây chỉ khẩu súng thứ nhất, súng AK, và một khẩu súng nữa là tên là Niger Black, cái quần què gì đấy. Niger Blaster. Khẩu súng này, ui, khẩu súng này thì bắn ra như một tia sáng, như kiểu tia lửa các bạn đấy. Chiu chiu chiu, các bạn giơ tay lên, mình có súng đấy nhá. Không giơ tay mình bắn cho bây giờ, bắn cho cháy quần bây giờ. Đấy, đây là khẩu súng hai của mình và nó cũng khá là nhỏ gọn các bạn ạ. Các bạn thấy không, mình cầm ở tay trông rất là dễ thương luôn. Và đây còn cái gì đây? Một cái gì đấy các bạn? Cái gì đấy ta? Trông như một cái bánh á. Ui, ui các bạn ơi. Trời ơi, đây không phải là cái bánh đâu, đây là cái trông á. Ờ, may quá đây có táo vàng. Ồ, các bạn ơi. Ui, tí thì ngỏm củ tỏi luôn. Các bạn ơi, nó cũng gần như cái gai kia kìa. Đấy, mình chỉ cần dẫm vào thôi là mình bị mất máu á. À, thôi, để tí mình đập nó đi. Trước đường thứ hai thì mình đã nhìn thấy một bộ quần áo giáp, một thanh kiếm và một cái gì đây? Một quả trứng và một cái, đây gọi là cái liềm đúng không các bạn? Nó cho liềm để mình làm gì? Bổ bọn SCP à? Bổ. Bổ vào mắt này, bổ vào mũi, bổ vào bụng, bổ vào dream. Nhưng mà cái liềm này chắc là cho đi cắt cỏ chứ cầm đúng bổ mà. Tí bọn SCP nó đến chắc không phải là một con đâu mà cả một bầy, các bạn biết rồi đúng không? Nên là cầm một cái liềm này sao mà giết chúng nó. Cho mình cái liềm ta. Đây là bộ quần áo giáp ngày hôm nay của chúng ta. Ôi, bây giờ mình sẽ mặc vào xem hôm nay cái bộ quần áo giáp này mặc vào có ngầu không, có xịn sò không. Ui các bạn ơi, bộ quần áo giáp trông cutie phô mai que quá à. Dễ thương như một cô nương, mỗi tội là hình như là bị người yêu cắm sừng nhiều quá, đầu toàn sừng này. Ủa, nói mình chỗ nghỉ không? Chắc là cái ai chế tạo cái bộ quần áo giáp này ra chắc là bị người yêu cắm sừng nên bây giờ cái mũ nó mới nhiều sừng như thế này đúng không các bạn? Đây, mình sẽ thả quả trứng này ra. Đây là quả trứng sinh ra con rận. Trời mà. Úi, nó sẽ đuổi cắn mình á. À, sao tự nhiên cho mình con rận làm gì nhở? Để cho bọn rận nó cắn mình à? Không biết ai cho mình ta. Wow, chết toi chưa? Đấy. Rồi.
Cái bộ quần áo giáp cất vào đây. Ờ, thế bộ quần áo giáp này hình như không có tác dụng đóng băng hay sao? Mà sao mình thấy nó cứ kiểu nó có chút băng băng trên người ấy. Thôi, bây giờ mình sẽ mở chiếc gương cuối cùng. À, chiếc gương chứa đầy Lucky Block. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi đập Lucky Block. Nhưng mà trước hết mình đập cái cùng này đi. Không, tí mình quay quay không để ý dẫm vào lại bị mất máu á. Nó còn có độc nữa cơ. Này, tí mình sẽ đặt ở đây nhỉ? Đúng không? Mình sẽ đặt một hàng ở đây. Wow, hợp lý luôn. Ui, ngu người. Thế này thì làm sao mà đi ra được? Xem có nhảy được qua không? Đấy, các bạn thấy không? Còn đang bị trúng độc đây này. Bây giờ mình nhảy qua xem. Không được. Thôi phá đi, phá đi. Không ổn, không ổn. Chúng ta không nên đặt ở trước cửa cho mình. Nó rất cao và khó nhảy qua. Bây giờ mình sẽ đặt ở đây cũng được này. Đó, chúng... Ôi, ô, đặt được như này luôn này. À, hay nha. Bây giờ mình sẽ đặt vòng quanh như vậy. Đó. Rồi. Ôi ôi. Kiểu rất là bảo vệ luôn các bạn ơi. Ôi, trời ơi. Vãi. Bây giờ chỉ cần đi lùi 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 vào đây. Đâm vào cái hàng rào để phát. Mấy cái này nó đâm cho nó chích độc vào người cho là mất máu. Hay đấy. Được đấy. Xịn xò phết nhỉ. Bây giờ chúng ta đi đập Lucky Block thôi các bạn ơi. Hy vọng hôm nay chúng ta đập Lucky Block kiếm được nhiều đồ xịn để giúp mình tiêu diệt cái bọn SCP đó. À, không đen đủi như mọi hôm nữa. Không biết dạo này mình làm sao mình đập Lucky Block rất là đen luôn, chả được cái gì cả. Xếp ra đây. Còn bị tròn cơ. Lắm hôm còn bị tí thì ngỏng củ tỏi ơi, có hôm còn ngỏng củ tỏi luôn. Đập cái Lucky Block đầu tiên thì mình đã được một chiếc rương các bạn. Bây giờ mình sẽ mở chiếc rương ra xem nó có gì. Các bạn hãy đoán xem bên trong chiếc rương này có gì nào. Trời ơi. Có thanh kiếm, có con dao, có than yên cưỡi, nhưng mà mình chả con gì để cưỡi. Ồ, có ba con dao. Ba con dao này thì các bạn xem tập trước cũng biết rồi, con dao thì chúng ta có thể phi. Ấy, phi. Piu. Cắm vào đây luôn. Đó. Mình sẽ phi thử xem nó có cắm được vào Lucky Block không. Ồ, cắm được các bạn ạ. Ui. Đỉnh nhờ. Thôi, chúng ta sẽ đập Lucky Block tiếp theo. Hy vọng đập được đồ. Ui. Rất là nhiều con gà con được sinh ra ở đây và chúng ta được xem được 20 viên kim cương. Thôi kể ra cũng được. Nếu mà 20 viên kim cương này mình cũng chế tạo được một ít giáp kim cương á. À, cũng được. Tự nhiên xuất hiện mấy con gà đây, mình sẽ phi con gà. Hả, dùng dao thợ săn này phi con gà. Ôi chết con gà luôn các bạn. Lợi hại chưa? Hoài. Piu. Piu. Tao là thợ săn phi dao đây. Chiu. Thế là chết hết bọn gà rồi. À, đập Lucky Block tiếp. Mình còn được cái gì đây? Trông nó như kiểu cái gì ấy, kinh quá. Ôi các bạn ơi, mình bị tròn rồi. No, tòi rồi. Các bạn ơi, cứu mình với, mình bị nhốt ở trong này rồi. À, thả tao ra. Mình cũng kịp đập cái ấy được không? Hắc diện thạch này không? Hy vọng mình đập kịp. Ôi, may quá mình có cúp kim cương nhưng mà không biết có kịp không cơ. À, trời ơi, các bạn ơi, tôi rồi, tôi ơi. Không vỡ. Ây à, ăn quả táo vàng. À, ui chết rồi, vẫn còn ăn táo. Đúng ngáo. Chúng ta vừa chết xong và đã quay trở lại ngôi nhà của mình. Bây giờ mình lại phải quay lại đấy thôi. Đấy, bị tròn luôn các bạn. Đen thật sự. Mình sẽ lấy đất lấp vào đây cho nó hết cái nước đi. Yeah, yeah. Rồi, hết nước luôn. Gặp úng cả một khu luôn. Đấy, vừa bị cho nhốt ở trong cái này luôn các bạn. Nó đổ nước vào trong để cho mình chết ngạt, chết đuối chứ. Quá đáng thật sự luôn. Đây, đập Lucky Block này nào. Bùm. Ư. Chết tiệt thật các bạn ơi. Mình không kịp chạy và mình đã bị nổ tung xác rồi. Lại vừa chết. Hôm nay bị hai phát tròn rồi nha. Hơi bị bực mình nha. Ui. Rồi chúng ta sẽ đập tiếp Lucky Block này. Ừ, đừng có mà tròn nữa. Né né xa xa là các bạn. Pháo hoa kìa các bạn. Các bạn vừa được xem pháo hoa đó. Và xem chúng ta được cái gì nào. Ui. Này còn đỡ, còn được thêm kim cương và mấy ngọc lục bảo, sắt và ngọc lưu ly. Đấy, cái này còn đỡ.
Ông ấy còn bị tròn giết chết ạ. Nào đập lucky block cuối cùng. Nào các bạn cùng mình đập nào. Xem hy vọng cái lucky block cuối cùng này sẽ là cái lucky block xịn nhất. Trời. Ui giật hết cả mình các bạn ơi. Mình tưởng là cái TNT nó nổ, nhưng mà đây là nó cho mình block TNT. Ui dồi ôi. Cứ tưởng là nó bay lên trời nó nổ như lúc nãy để tung xác. Mình lo quá mình chạy luôn. Nhưng mà đây nó chỉ là cho mình cái block này thôi. Thôi hôm nay thì thực ra chẳng được cái gì, được ít kim cương cũng gọi là xịn sò hơn mọi hôm à. Nhưng mà được một ít kim cương và mình bị tròn chết tới 2 lần, mọi hôm còn không bị tròn chết, đúng là buồn phết. Thôi đi về con gà để mình thể hiện trình độ phi dao các bạn xem nhá. Các bạn nhìn mình phi dao này, chỗ view đó đó. Rồi tha cho con gà con cuối cùng. Mình sẽ thành người tàn nhẫn quá. Rồi bây giờ mình sẽ mang đồ vào trong nhà thôi, bỏ những thứ không cần thiết ở ngoài này. Mấy cái sắt sủng này thì không cần dùng đâu, mình để tạm ở ngoài này cho nó đỡ chật dương. À, súng, cầm hết súng vào. Súng là thứ quan trọng nhất của mình. Đây, bộ giáp nữa, táo vàng. Thế rồi. Đấy, đi vào trong nhà các bạn ơi. Mình sẽ cất đồ vào trong nhà của mình. Rồi đợi bọn SCP-3199 đến, mình sẽ tiêu diệt hết chúng nó đấy các bạn xem. Dạ bọn SCP hãy đến đây. Ôi các bạn ơi, mình có thể quay đầu 360 độ này. Chết rồi. Cú lừa rồi, game lag rồi. Các bạn, đố các bạn làm được cái này đấy. Mình đang làm ảo thuật đấy. Đấy, đầu mình có thể xoay vòng tròn luôn. Chè. Ui các bạn ơi, các bạn nhìn thấy trước cửa nhà mình không? Để mình ra đây các bạn xem này. Trời ơi. Wow. Ôi các bạn ơi, nhiều quá. Ui còn rơi cả súng bẫy kìa, dẫm gai. Ui trước cửa nhà mình này. Ui các bạn ơi, cứu mình với, nhiều SCP-3199 quá. Có cả con này các bạn ơi. Ui ôi. Để mình xuống nhà lấy súng đã. Lấy súng lấy giáp ra nhanh lên. Ui, nghe chúng nó gầm gừ sợ quá các bạn ạ. Ui ôi. Mặc bộ giáp vào. Ôi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt hết lũ SCP-3199 này. Chúng nó đông không tưởng luôn. Ăn quả táo vàng đã. Nhom 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 nhom. Ui à. Con này còn đang làm gì đấy? Các ngươi sẽ phải chết. À, mình sẽ tiêu diệt hết chúng nó. Ua. Thế này làm sao mà tiêu diệt được hết? Chúng nó khỏe lắm các bạn ạ. Ui chúng nó khỏe cực kỳ luôn. Bây giờ mình mà chạy được sang cái ngôi nhà trên cây kia của mình thì đẹp kìa. Ui các bạn ơi. Ui trời ơi. Trời ơi. Các bạn ơi. Ôi. Cứu tôi với các bạn ơi. Ôi. Bao nhiêu con dẫm bẫy rồi đây này. Đấy. Rơi xuống.
Ui các bạn ơi, mình chạy một vòng dụ đó, một vòng mấy cái bẫy luôn. Chúng nó dẫm hết vào bẫy. Ui trời ơi, thật là đáng sợ. Mình chạy một vòng nhảy các loại bẫy, nhảy các loại bẫy kia, chúng nó dẫm vào bẫy của mình chết hết rồi. Ui, chết luôn này. Ui, mình cũng không hiểu vì sao mình thắng luôn các bạn. Chết đi, chết đi. Ui, nó gầm gừ. Điếc tai quá, chúng mày cầm mồm lại cho tao. Chết hết đi, chết hết đi. Gầm gừ điếc tai. Ui các bạn ơi, điếc tai quá. Ui, à mình hiểu rồi các bạn ơi, nghĩa là cái bọn con to chết nó sẽ rơi ra quả trứng, quả trứng nó sẽ biến thành con này. Ui còn nâu nhẹ, còn nâu. Mày đánh vào bộ giáp của tao là mày bị đóng băng đó. Đấy các bạn thấy không, bộ giáp của mình là hại chưa, nó đánh vào bộ giáp của mình là chúng nó sẽ bị đóng băng á. Bảo sao lúc nãy nhiều con đánh vào mình không thể đuổi được mình nữa. Thôi mình chết toi rồi, cả một tập đoàn đuổi theo mình luôn. Giờ mình dụ con này nó vào bẫy cho nó chết toi luôn. Này thì đuổi tao, đuổi tao đi, đuổi tao nữa đi. Nào, chết chưa? Chết không kịp ngáp luôn các bạn. Ừ các bạn ạ. Trời ơi, thế là mình đã tiêu diệt được hết lũ SCP-3199 rồi sao? Buồn cười chết đi được các bạn ạ. Mình chạy một vòng luôn, chạy qua đây, xong rồi bao nhiêu con rơi xuống cái bẫy của mình, xong mình tiếp tục chạy lên trên đồi này. Đấy, xong rồi mình tắt cái này đi, xong mình kích hoạt cái bẫy. Thế là chúng nó trôi hết xuống dưới này, chết tiếp. Đấy, toang luôn. Rồi mình chạy một vòng ở đây, mình tính nhảy đến cái nhà trên cây này, nhưng mà chúng nó đông quá, chúng nó đánh mình bay một phát qua bên này luôn, không kịp trèo lên trên này luôn. Mình nhảy qua đây rồi, mình đang trèo này mà chúng nó đánh phát rồi mình bay luôn sang bên này. Xong rồi nhiều con rơi xuống đây, rồi hết vào bẫy của mình luôn. Vậy là hôm nay mình đã tiêu diệt được hết lũ SCP-3199 rồi các bạn ạ. Mình chạy đúng một vòng vì nó đông quá, mình không thể đứng lại đánh tay không với chúng nó được. Mình chạy đúng một vòng mấy cái bẫy của mình quay lại, chúng nó chết hết luôn. Mình thật là giỏi. Đấy, các bạn thấy những cái bẫy của mình lợi hại không? Quá là lợi hại luôn. Rồi và có lẽ mình cũng sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Nếu các bạn thích video này đừng quên bỏ lại cho mình một like, chia sẻ video bạn bè cùng xem, đặc biệt đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thật nhiều video mới nhá. Tập hôm nay mình đã tiêu diệt hết lũ SCP-3199 một cách rất dễ dàng. Các bạn muốn mình tiêu diệt con SCP nào nữa thì hãy bình luận phía dưới video nhé. Và mình cũng không biết nhiều về con SCP-3199 này. Nếu bạn nào biết nhiều về con SCP này thì hãy bình luận phía dưới video cho mình biết nữa, cũng như là để các bạn khác biết. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.